Xin chào các em học sinh thân mến. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em cảm nhận bài thơ Thương Vợ của Trần Tế Xương. Bên dưới phần mô tả, thầy có để link để xem và tải 15 mẫu bài làm tham khảo về đề bài này. Trên video là một trong những bài cảm nhận hay nhất. Mời các em và các khán thính giả cùng lắng nghe. Hình ảnh người phụ nữ luôn là đề tài muôn thuở trong nền thi ca Việt Nam. Tuy nhiên, thơ văn viết về người vợ bằng tình cảm của người chồng đã ít, nay lại viết tế sống người vợ còn hiếm hoi hơn. Và Trần Tế Xương là người đàn ông đã đưa hình ảnh người vợ của mình vào những dòng thơ trữ tình, nhưng cũng không kém phần trào phúng. Trần Tế Xương hay còn gọi là Tú Xương, sống trong buổi giao thời đầy nghèo khổ, nửa thực dân, nửa phong kiến. Ông là người thông minh, ham học, có tài làm thơ, nhưng lại lận đận trong thi cử. Ông nổi tiếng trong hai mảng thơ trữ tình và trào phúng, có pha chút giọng cười châm biếm sắc sảo, bắt nguồn từ tâm huyết với dân, với nước, với đời. Tú Xương đã từng được mệnh danh là nhà thơ trào phúng xuất sắc nhất của văn học Việt Nam cuối thế kỷ 19. Những tác phẩm của ông để lại chủ yếu là thơ nôm và có nhiều bài rất đặc sắc, có thể nói là tuyệt mỹ cả về nội dung lẫn nghệ thuật. Minh chứng rõ nhất là bài thơ Thương Vợ. Tú Xương đã bộc lộ tình yêu thương, sự trân trọng và cả nỗi ăn năn trước sự hy sinh của vợ trong bài thơ này. Mở đầu tác phẩm, Tú Xương giới thiệu về hoàn cảnh và công việc mưu sinh của bà Tú. Quanh năm buôn bán ở mom sông, nuôi đủ 5 con với một chồng. Mạch cảm xúc của thi phẩm dần được mở ra với bức tranh toàn cảnh về nỗi khó nhọc, lo toan của bà Tú. Câu vào đề như để giới thiệu hoàn cảnh lam lũ, vất vả qua cách nêu thời gian, địa điểm. Tác giả sử dụng từ quanh năm, cụm từ chỉ một khoảng thời gian rất dài, lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn khép kín của tự nhiên. Tác giả đã diễn tả được nỗi vất vả triền miên của bà Tú, trải hết ngày này qua tháng khác, mặc kệ nắng mưa. Chỉ có thế cũng đã đủ để lại trong lòng độc giả một hình ảnh tần tảo, đầu tắt mặt tối của bà Tú. Thế nhưng chưa dừng lại ở đó, cách cân đo đong đếm thời gian như thế còn góp phần làm nổi bật lên cái không gian buôn bán của bà thông qua hình ảnh mom sông. Địa thế mom sông đầy trắc trở hiểm nguy khôn lường lại là chỗ làm ăn buôn bán hàng ngày của người phụ nữ. Thời gian dài đằng đẵng kết hợp với địa điểm trắc trở càng tôn lên hình ảnh bà Tú tần tảo, hết lòng hết sức vì miếng cơm manh áo cho cả gia đình. Với giọng thơ hóm hỉnh cùng tài năng trong nghệ thuật thơ trào phúng, Tú Xương đã làm nên một câu thơ thứ hai như lời lên án gay gắt xã hội phong kiến, đã biến những người đàn ông vốn là trụ cột trong gia đình thành kẻ vô tích sự, sống dựa dẫm và cả đời ăn lương vợ. Trống hầu vừa dứt bố lên thang, hỏi ra quan ấy ăn lương vợ. Bài thơ Quan Tại Gia của Trần Tế Xương. Đôi vai của bà Tú đã nặng, nay lại càng nhân lên những nỗi gian truân khi phải bất đắc dĩ trở thành trụ cột trong gia đình. Từ đủ vừa biểu thị chất lượng, vừa biểu thị số lượng. Bên cạnh đó, cách đặt hai từ số đếm 5 và 1 tưởng chừng khập khiễng nhưng lại hóa ra độc đáo và mới lạ. Tú Xương tự chế giễu mình khi so sánh bản thân với 5 người con. Ông tự cho mình là đứa con đặc biệt, ngầm nâng cao vị thế của người vợ lên một thứ bậc thiêng liêng. Hơn thế nữa, cấu trúc 5-1 cùng từ với chất chứa bao nỗi hổ thẹn của người chồng phải sống dựa vào vợ. Hai câu mở đầu đã thể hiện được tất cả những đức tính cao đẹp của bà Tú, chịu thương chịu khó để nuôi gia đình. Qua đó, Tú Xương cũng khéo léo thể hiện sự biết ơn của mình, đồng thời còn là sự hổ thẹn khi phải đặt mình tương đồng với những đứa con thơ, thật xót xa, ngậm ngùi biết bao. Lặn lội thân cỏ khi quãng vắng, eo xèo mặt nước buổi đỏ đông. Tú Xương sử dụng từ thân cỏ vừa thể hiện cá tính riêng, sự sáng tạo mang tính thời đại trong phong cách thơ của mình, vừa đồng nhất thân phận của bà Tú nói riêng và hình ảnh của người phụ nữ nói chung với hình ảnh mong manh của cái cò. Tiếp đó chữ thân tuy đơn giản nhưng nghe thật cay đắng, nó gợi cho người đọc về một thứ gì đó bé nhỏ tội nghiệp đến vô cùng. Khi quãng vắng là một cụm từ rất đặc biệt, nó không chỉ gợi lên cái không gian rợn ngợp, cảm giác đầy nguy hiểm rình rập nơi mong sông heo hút mà còn diễn tả nỗi khắc khoải của thời gian. Cùng với nghệ thuật đảo ngữ, từ lấy lặn lội đã nhấn mạnh hình ảnh vất vả mưu sinh đến xót xa gầy guộc của người phụ nữ. Nếu câu thơ thứ ba gợi lên nỗi cực nhọc đơn chiếc thì câu thứ tư lại là sự vật lộn với cuộc sống bán mua đông đúc.
Một lần nữa, Tú Sương lại dùng biện pháp đảo ngữ với từ láy, tượng thanh, eo xèo, gợi sự tấp nập, ồn ã để nhấn mạnh cảnh tượng thường tình nơi chợ búa, gắn liền với người phụ nữ có 5 con với một chồng. Hình ảnh buổi đò đông cũng góp phần làm nổi bật lên một bà Tú cần mẫn tất bật. Buổi đò đông cùng với khi quãng vắng đã tạo nên sự nguy hiểm, gian lao gấp nhiều lần. Hai câu thực dù đối nhau về từ ngữ, buổi đò đông khi quãng vắng, nhưng lại tiếp nhau về ý, làm nổi bật lên sự lam lũ, gian truân của người phụ nữ nhỏ bé này. Đến với hai câu thơ tiếp theo, Tú Sương như nhập vào vai chủ thể trữ tình, nhằm mượn lời vợ để ca ngợi những hy sinh âm thầm mà bà dành cho chồng con. Một duyên hai nợ âu đành phận, năm nắng mười mưa dám quản công. Theo quan niệm phong kiến xưa, duyên và nợ là hai định nghĩa hết sức thiêng liêng về mối quan hệ vợ chồng do ông trời định sẵn, xuất phát từ sợi chỉ hồng của ông Tơ Bà Nguyệt. Thế nhưng khi đưa vào lời thơ Tú Sương, hai thứ đó trở nên nặng nề như một lời than thở khi duyên chỉ có một mà nợ lại tới hai. Bên cạnh đó, việc sử dụng hai thành ngữ song song với nhau, một duyên hai nợ, năm nắng mười mưa, vừa đối nhau về từ, vừa đối nhau về ý, đã khiến cho câu thơ trầm lắng trước nỗi khổ tâm của bà Tú. Không những thế, sự đối lập này còn thể hiện rất rõ tài năng văn chương điêu luyện của thi sĩ. Đức hy sinh cao cả của bà Tú còn được nhắc đến qua hai cụm từ âu đành phận và dám quản công. Nguyên nhân dẫn đến sự lam lũ hy sinh âm thầm đầy cam chịu của bà, tuy giản đơn mà cao quý, đó là vì mối nhân duyên với người chồng và đàn con thơ. Từ việc pha trộn lời thơ đan xen với những thành ngữ và biện pháp đảo ngữ cực kỳ tinh tế, nhà thơ Tú Sương đã khắc họa thành công tấm chân tình của người vợ với đầy đủ đức hy sinh tần tảo như một người phụ nữ Việt Nam truyền thống. Vì thương vợ, thương cho thân phận đời nữ nhi mà lại sắm vai trụ cột trong gia đình, Tú Sương đã tự trách bản thân mình. Hai câu thơ cuối cũng vì thế giống như tiếng chửi, vừa cay đắng vừa phẫn nộ cho những định kiến khắt khe. Cha mẹ thói đời ăn ở bạc, có chồng hờ hững cũng như không. Mạch cảm xúc của thi phẩm dường như có sự chuyển biến đột ngột. Tú Sương không còn ẩn mình sau những dòng thơ để tán dương vợ, mà đã xuất hiện để nói thay, để trách ông chồng, để trách phận mình của bà Tú. Cha mẹ thói đời ăn ở bạc là một cách nói rất phù hợp với phong cách thơ chảo vúng. Đó là sự giận đời vì cái xã hội thối nát lúc bấy giờ. Thêm vào đó, ít ai biết được rằng đằng sau tiếng chửi đầy dứt khoát ấy lại là một bi kịch của con người chất chứa bao nỗi đau xót. Tú Sương chửi cái thói đời, nhưng cũng là sự chửi mình, tự chửi một đấng nam nhi đang trên con đường công danh mà không giúp được vợ, lại thành kẻ ăn bám. Tú Sương coi mình là một người hờ hững trong trách nhiệm của một kẻ làm cha làm chồng. Thế nhưng nếu nhìn nhận lại sự việc thì Tú Sương quả là đáng thương hơn đáng trách, bởi suy cho cùng, chính xã hội kia đã đẩy ông vào đường cùng. Hai câu thơ khép lại tác phẩm là lời tự rủa mình, rủa đời của Tú Sương, nhưng lại mang đậm ý nghĩa lên án xã hội sâu sắc, góp phần khẳng định tình cảm của ông với vợ mình. Người ấy tuy ăn lương vợ nhưng rất chu đáo, luôn dõi theo bà, đặc biệt luôn tỏ lòng biết ơn của mình đối với người phụ nữ ông yêu thương. Thi phẩm kết thúc thật bất ngờ, vừa thấm đượm cái bi, cái bất hạnh trong nỗi niềm riêng của tác giả, vừa dí dỏm hài hước. Tấm lòng thương vợ của Tú Sương đối với cả thời quá khứ và hiện tại vẫn là tấm gương sáng cho bao người. Bài thơ giữ nguyên giá trị cùng với ý nghĩa nhân văn sâu sắc về sự yêu thương, trân trọng và thấu hiểu những nỗi đau, sự hy sinh của người phụ nữ cho gia đình. Đồng thời đó cũng là tiếng nói phê phán sự bất công của xã hội phong kiến thối nát, mục ruỗng. Như vậy, bài thơ Thương Vợ là một thi phẩm mang đậm tính nhân văn sâu sắc. Với chất thơ bình dị mà trữ tình, mang chút trào phúng, Tú Sương đã thành công trong việc khắc họa một bức chân dung về người phụ nữ Việt Nam lúc bấy giờ, vừa mộc mạc chất phác, vừa cứng rắn mạnh mẽ. Vì vậy, quả thật Tú Sương chính là thi nhân viết thơ về vợ hay và cảm động nhất. Ông đã để lại cho đời những áng văn chân thành, xúc động và đầy giá trị. Hết bài cảm nhận. Cảm ơn các em và các khán thính giả đã cùng lắng nghe